đạo diễn không muốn chọn Lâm Phong đóng Trương Vô Kỵ. Đạo diễn Vương Tinh chia sẻ ông từng không đánh giá cao tài năng của Lâm Phong. Song, trong quá trình quay Ỷ Thiên Đồ Long Ký Bạn Mới, nam diễn viên đã thể hiện tốt. Ngày 4 tháng 1, trang HK01 đưa tin đạo diễn Vương Tinh đã chia sẻ về quá trình tuyển chọn Lâm Phong cho nhân vật Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký Bạn Mới. Ỷ Thiên Đồ Long Ký sản xuất năm 2002 là lần đầu tôi hợp tác với Lâm Phong. Trước đó, khi cậu ấy còn ở TVB, tôi cho rằng Lâm Phong đã bị dùng sai chỗ và thiên phú bị lãng phí. Do vậy, lúc đầu tôi không có ý định tìm cậu ấy hợp tác, đạo diễn Vương Tinh chia sẻ. Vương Tinh nói thêm, sau đó, tôi nghe nói trong Đại Chiến Thần Thám, những người hợp tác khẳng định diễn xuất của cậu ấy có sự mở rộng hơn, có thể ép Lưu Thanh Vân. Hơn nữa, Cổ Thiên Lạc cũng hết lòng đề cử nên tôi đã giao nhân vật cho Lâm Phong. Trong thời gian quay phim, cậu ấy chưa từng làm tôi thất vọng. Ngoài trừ diễn xuất, 90% cảnh hành động đều do Lâm Phong tự thực hiện. Bên cạnh đó, Vương Tinh cho rằng mỗi thời đại sẽ có 1007, Batman hay Trương Vô Kỵ mới. Hy vọng khán giả đánh giá công bằng về bộ phim và các diễn viên sau khi xem phim. Đạo diễn nổi tiếng và tai tiếng của Hồng Kông còn liệt kê các diễn viên từng thể hiện vai Trương Vô Kỵ trước đó cũng đều trên 30 tuổi. Tôi không nghĩ Lâm Phong quá tuổi đâu. Bản của tôi khắc họa một Trương Vô Kỵ ở độ tuổi ngoài 30, các phân đoạn thiếu niên đã bị xóa bỏ. Hơn nữa, diễn xuất của Lâm Phong cũng rất tốt. Nếu đã đáp ứng đủ mọi tiêu chí đặt ra, không lý gì tôi không giao vai nam chính cho cậu ấy, đạo diễn Xứ Hương Tạng viết. Trước đó, khi Vương Tinh tiết lộ tạo hình nam chính Trương Vô Kỵ do Lâm Phong thể hiện đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tạo hình của tài tử 42 tuổi mang nhiều nét phong trần, tạo cảm giác võ hiệp. Tuy nhiên, đa số khán giả đánh giá Lâm Phong quá già để vào vai chàng thanh niên Trương Vô Kỵ mới chưa đến 20. Vương Tinh giải thích, bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký này còn đen tối hơn phiên bản năm 1993. Sau khi Vô Kỵ lấy được Cửu Dương Chân Kinh quay về Băng Hỏa Đảo, dưới sự chỉ dạy của Tạ Tốn không chỉ luyện thành thần công mà còn học được đạo làm vua. Vương Tinh có nhiều thay đổi về kịch bản trong phim mới. Ngoài ra, Vương Tinh còn chia sẻ tạo hình dàn nữ chính trong phim như Văn Vịnh Sang vai Triệu Mẫn, Khâu Ý Nùng Đống Chu Chỉ Nhược, Vân Thiên Thiên diễn vai Tiểu Chiêu. Tuy nhiên, cách phối phục trang, đặc biệt là lối trang điểm giống nhau khiến ba người đẹp không có điểm nhấn nổi bật về ngoại hình như nhân vật nguyên tác trong tiểu thuyết Kim Dung. Khán giả cho biết họ không thể phân biệt được Văn Vịnh Sang, Khâu Ý Nùng trên poster. Riêng tạo hình nhân vật Tiểu Chiêu do Vân Thiên Thiên đóng bị đánh giá không hợp với phim cổ trang.